Từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, mức phạt cho hành vi người đi mô tô, xe máy không đổi mũ bảo hiểm tăng từ 200-300.000 đồng lên tới 400-600.000 đồng. Chính phủ mới ban hành Nghị định 123 thay thế cho Nghị định 100 về xử phạt vi phạm hành chính trong giao thông đường bộ. Ngoài tăng gấp đôi mức phạt hành chính không đổi mũ bảo hiểm, hàng loạt vi phạm khác bị nâng mức xử lý như phạt 1-2 triệu đồng đối với xe có biển số không đúng quy định, thay đổi màu sắc của chữ, số. Lái xe máy không nhường đường hoặc gây cản trở xe được quyền ưu tiên sẽ bị phạt 1 đến 2 triệu đồng, tức giấy phép lái xe 1 đến 3 tháng, hiện tại là phạt 0,6 đến 1 triệu đồng, tức giấy phép 1 đến 3 tháng. Người lái xe mô tô điều khiển xe sản xuất, lắp ráp trái quy định khi tham gia giao thông sẽ bị phạt 2 đến 3 triệu đồng, hiện tại là 0,8 đến 1 triệu đồng. Người lái xe mô tô không có giấy phép lái xe hoặc sử dụng giấy phép lái xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp, tẩy xóa, không hợp lệ sẽ bị phạt 1 đến 2 triệu đồng, hiện tại là 0,8 đến 1,2 triệu đồng. Mức phạt từ 2 đến 4 triệu đồng áp dụng đối với người từ 16 đến dưới 18 tuổi, điều khiển ô tô, máy kéo. 10 đến 15 triệu đối với người đua xe máy, xe máy điện trái phép, hiện tại là 7 đến 8 triệu đồng. Mức phạt tiền tăng lên 3 đến 5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 1 đến 3 tháng, với các hành vi lái xe có giấy chứng nhận hoặc tem kiểm định an toàn kỹ thuật đã hết hạn sử dụng dưới một tháng, lái xe không đủ hệ thống hãm hoặc hãm không đúng tiêu chuẩn, mức xử phạt lên 14 đến 16 triệu đồng đối với chủ ô tô. Đưa phương tiện không có giấy đăng ký tham gia giao thông hoặc đã hết hạn sử dụng, đưa phương tiện có giấy chứng nhận đăng ký xe tạm thời tham gia giao thông quá thời hạn, tuyến đường phạm vi cho phép. Các vi phạm trên cao tốc cũng bị tăng nặng như lái xe chạy ở làn rừng khẩn cấp, bị phạt 6 đến 8 triệu đồng, dừng xe, đỗ xe trên đường cao tốc không đúng nơi quy định quay đầu xe trên cao tốc bị phạt 10 đến 12 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 2 đến 4 tháng, đón trả hành khách trên đường cao tốc cũng bị phạt 10 đến 12 triệu đồng. Theo đại diện Bộ Giao thông vận tải, việc gom và sửa đổi ba nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải, giao thông đường bộ, đường sắt, hàng không thành một nghị định 123 nhằm thực hiện chỉ đạo của chính phủ để đồng bộ với luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật xử lý vi phạm hành chính thực hiện từ mùng 1 tháng 1 năm 2022. Ngoài ra, sau hơn một năm thực hiện Nghị định 100 năm 2019 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt, Bộ Giao thông Vận tải đánh giá mức phạt đối với một số hành vi vi phạm chưa phù hợp, cần điều chỉnh để tăng tính răn đe. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, theo Nghị định 123, 2021, ND, CP mới được ban hành. Hành vi che biển số sẽ bị phạt đến 6 triệu thay vì 1 triệu đồng như trước đây. Nghị định 123/2021/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải, giao thông đường bộ, đường sắt, hàng không dân dụng vừa được Chính phủ ban hành và sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2022. Nghị định này sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của nghị định số 100/2019/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. Đáng chú ý, tại Điều 16 xử phạt người điều khiển ô tô, bao gồm cả rơ móc hoặc sơ mi rơ móc được kéo theo và các loại xe tương tự như ô tô vi phạm quy định về điều khiển của phương tiện khi tham gia giao thông được sửa đổi. Cụ thể, tăng số tiền phạt đối với hành vi che biển số, phạt tiền từ 4 đến 6 triệu đồng đối với hành vi vi phạm điều khiển xe không gắn đủ biển số, hoặc gắn đủ biển số không đúng vị trí, gắn biển số không rõ chữ số, gắn biển số bị bể cong, bị che lấp, bị hỏng, sơn dán thêm làm thay đổi chữ số hoặc thay đổi màu sắc của chữ, số, nền biển. Trước đây Tại Nghị định số 100 2019 NDCP, hành vi che lấp một phần hoặc toàn bộ biển số ô tô, kể cả rơ móc hoặc sơ mi rơ móc được kéo theo, sẽ bị xử phạt từ 800 đến 1 triệu đồng. Đại diện Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, trước đây không có quy định rõ và mức xử phạt thấp dẫn đến một số chủ phương tiện đối phó bằng cách che, dán biển số làm sai lệch, thậm chí thay đổi biển số khác trùng với tên của biển số phương tiện khác, làm cho việc xác minh, xử lý đặc biệt khó khăn đại diện cục cảnh sát giao thông cho biết nghị định đã khắc phục theo hướng tăng nặng đối với hành vi sử dụng biển số giả hay che dán làm mờ biển số làm cong vanh biển số điều này phát huy hiệu quả của hệ thống giám sát và nâng cao ý thức của người dân cũng theo Nghị định 123-2021-NDCP, các hành vi điều khiển ô tô đón trả khách trên cao tốc, nhận trả hàng trên cao tốc sẽ bị tăng nặng, phạt tiền từ 10 đến 12 triệu đồng. Phạt tiền từ 4 đến 5 triệu đồng đối với người điều khiển mô tô hai bánh có dung tích xi lanh từ 175 cm trở lên. Mô tô ba bánh thực hiện một trong các hành vi vi phạm có giấy phép lái xe nhưng không phù hợp với loại xe đang điều khiển, không có giấy phép lái xe hoặc sử dụng giấy phép lái xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp, giấy phép lái xe bị tẩy xóa.